tình hình bất động sản Thủ Thiêm cũng cũng tạm gọi là sôi động hơn những cái thị trường bất động sản khác. Thì Hana sẽ cùng với mọi người chia sẻ rõ hơn và cho mọi người nhận biết được là lý do tại sao mà tại thị trường Thủ Thiêm là sôi động hơn những cái khu vực khác, và có những cái dự án hoặc là có những cái thay chốt hoặc là những cái khay chốt khách hàng như thế nào. Thì Hana có thể chia sẻ rõ hơn cho mọi người về cái tình hình bất động sản Thủ Thiêm hiện tại. Thì em sẽ chia sẻ chủ yếu là cũng cái dự án hiện tại đang rất là sôi động tại khu đô thị Thủ Thiêm, đó chính là thứ nhất là về khu đô thị Sala, thứ hai là dự án Empire City, dự án thứ ba là đầu Metro Thủ Thiêm và dự án thứ tư là The River Thủ Thiêm ạ. Trước khi đi vào từng cái giá chuyển nhượng ở khu vực khu đô thị Sala thì em giới thiệu khu Sala một chút cho cả nhà ha. Tại vì em biết là cũng có rất nhiều anh chị hiện tại đúng là nắm rõ rồi, nhưng mà em sẽ chia sẻ thêm trong trường hợp là mình chưa có biết về dự án. Thì tổng quan của khu đô thị Sala là khoảng 100 hectare, nó được chia làm hai phân khu. Phân khu nó sẽ được chia ranh giới là trục đường Mai Chí Thọ. Thứ nhất là về phía bắc của khu Sala, người ta gọi là khu dân cư phía bắc. Thì cái khu dân cư phía bắc này khoảng 20 hectare là phân khu cao tầng, sẽ được xây dựng từ 22 đến 25 tầng. Thì hiện tại có dự án nổi bật là Sadora 1, còn sau này sẽ xây dựng thêm Sadora 2 và Sadora 3. Còn về phía nam của trục đường Mai Chí Thọ được chia là cái khu này gọi là khu dân cư thấp tầng. Thì khu dân cư thấp tầng diện tích của khu này là 80 hectare. Thì nó có bao gồm là khu căn hộ thấp tầng là có Sarimi, Sarika, Sarima và khu shop house biệt thự. Cái khu này được gọi là thấp tầng bởi vì là tất cả những căn hộ ở trong cái phân khu thấp tầng được xây dựng từ 9 đến 12 tầng thôi. Còn đối với shop house và biệt thự thì xây một hầm 3 lầu. 3 lầu đối với biệt thự, còn shop house là xây một hầm 4,5 lầu. Tiếp theo là mình cùng cơ quan sát cái tiến độ hiện tại của khu đô thị Sala. Khu đô thị Sala tọa lạc số 10 Mai Chí Thọ, nằm trên hai trục xương sống của khu đô thị Thủ Thiêm là trục đại lộ Bắc Nam, là trục Nguyễn Công Thạch hiện tại, lộ giới 60m nối từ cầu Thủ Thiêm 1 đến cầu Thủ Thiêm 4, và trục thứ hai là trục xương ngã thứ hai nối từ hầm Thủ Thiêm đi các tỉnh miền Đông là trục đại lộ Mai Chí Thọ, lộ giới là 100m. Nghĩa là vị trí của Sala hiện tại em đánh giá là nó nằm trục xương sống, nó cũng rất là đẹp. Sau này dài của mình nó cũng nằm trên cái trục xương sống này luôn. Sau đây là số liệu về giá chuyển nhượng, giá cho thuê tại khu vực khu Sala. Thì mọi người cùng quan sát. Thứ nhất là cái phân khu cao tầng là Sadora. Thì đối với cái căn hộ hai phòng ngủ size nhỏ nhất đó, thì giá chuyển nhượng đang dao động từ 6,5 tỷ đến 7 tỷ rưỡi. Nhưng mà em đang phân tích cái giá tốt của thị trường. Còn đối với căn 3 phòng diện tích dao động từ 113 đến 120m² là giá giao dịch là 12 tỷ. Giá mở bán của căn hộ Sadora từ năm 2017 thì bán khoảng 45 đến 50 triệu mét vuông. Giá chuyển nhượng bây giờ là khoảng tầm 80 đến 100 triệu một mét vuông. Nghĩa là khi mà chủ đầu tư, khi mà tất cả các nhà đầu tư mà đầu tư vào dự án khu đô thị Sala thì đều có khả cái tỷ suất sinh lời là 100%, có nghĩa là bất cứ khi mà khách hàng mua dự án ở đây thì ít nhất là lời được gấp đôi. Tiếp theo là cái dự án Sarimi thì hiện tại giá đang giao dịch từ 8 tỷ rưỡi đến 9 tỷ rưỡi một căn.
còn 3 phòng ngủ là 13 đến 14 tỷ một căn. Giá chuyển nhượng thì tầm cỡ khoảng 110 đến 120 triệu một mét vuông, mở bán thì khoảng tầm 50 triệu thôi. Cái căn hộ Sarika thì là một trong những dòng căn hộ cao cấp nhất của khu Sala. Đây là căn hộ thấp tầng nhất, nó chỉ có 9 tầng thôi, số lượng căn khoảng 200 căn thôi. Thì giao dịch hiện tại đây căn 2 phòng là giá thấp nhất là 14 tỷ, còn căn 3 phòng là 22 tỷ một căn. Giá mở bán thời điểm đầu là 80 triệu và bây giờ đang giao dịch trên thị trường thấp nhất là 160 triệu một mét vuông. Còn cái trục Sarina mới ngay cái trục gần trường quốc tế Úc á, thì 2 phòng ngủ giao động khoảng 9 đến 10 tỷ, còn 3 phòng là 16 tỷ. Thì cái mức sinh lời giá hiện tại thị trường cũng đang lên gấp đôi, 130 triệu mét vuông, giá mở bán 70 triệu. Ok, thì em vừa đi sơ qua về căn hộ của Sala, là căn hộ phân khu khu đô thị Sala là cái khu thấp tầng cũng như cao tầng. Thì em cũng sẽ sơ lược thêm một cái phần là giá của shop house thương mại, nhà phố thương mại cũng như là khối đế. Thì không biết là anh chị cho em hỏi một chút đó, là con chị nào biết là cái giá mở bán thời điểm những năm đầu tiên 2015 thì shop house ở cái khu vực này bán